Xin giới thiệu đến tất cả mọi người một cái vườn rau của bà con nông dân người Mường trên cái khu du lịch resort Cúc Phương. Đã được quây trồng rất quy củ, từng ô rau cải, rau muống, rau húng, rau tía tô. Chào các bác ạ. Đây là một cái nhà sàn ấy. Rất là đơn sơ mộc mạc, như hoa rất là đẹp. Cổng vào được thiết kế ở cái hoa sư quân tử, xong rồi được cấy bằng hoa sao nhái đẹp mắt. Đấy. Trên này thì nhà sàn thì được thiết kế, được trang trí bởi cây hoa, các loại cây hoa. Đấy. Thì là cầm hoa hoa dạ yến thảo, hoặc là cái bác ơi, cây hoa này hoa gì bác nhỉ? Hoa gì ạ? Dạ, thu hải đường ạ. À, thu hải đường. Đúng rồi. Còn lại bên đây là dạ yến thảo cơ. Cái này hoa gì? Hoa dừa. Hoa dừa. À, dừa Thái à? Vâng, dừa Thái. Dừa Thái. Thu hải đường và dừa Thái. Đấy, khu sinh hoạt cộng đồng. Cái này mà mấy bác nặng nặng lên đây mà nhảy nhún là ngay chừng cũng khá là nhịp nhàng đấy. Mày quá, cái này mới gần đĩa thì thôi lại. Cái này lên đây nữa phải có cảm giác kỹ năng này thăng bằng tốt đấy. Vườn luôn ấy hả? Vâng, cái thế này. Có một cái thế loại cái kia. Đấy.